Vâng, Linh Bích xin được gửi lời kính chào quý khán thính giả ở khắp mọi nơi cũng như của Người Việt Channel. Thưa quý vị, hôm nay sẽ gửi đến quý vị một bài phân tích mà câu chuyện này được trích từ ấn bản của CNN email hàng ngày về chính trị Hoa Kỳ dành cho độc giả toàn cầu. Đó là khéo léo của một cuộc gặp gỡ bất ngờ với người dân Ukraine. Rõ ràng rằng mục đích của Vladimir Putin khi xâm lược Ukraine là chấm dứt quyền tồn tại của một quốc gia tự do, độc lập. Vì vậy, hàng loạt các chuyến viếng thăm của phương Tây tới thủ đô Kiev của Ukraine được nhiều chú ý. Gần đây nhất là Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi vào cuối tuần qua. Sự táo bạo này xảy ra vì nhiều lý do khác, chứ không phải là đến để chụp ảnh. Các chuyến đi của các nhà lãnh đạo đứng sát cánh với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói lên một điều quan trọng rằng Ukraine vẫn tồn tại và vẫn tiếp tục hoạt động, bất chấp các lực lượng của Putin hiện đang dùng bạo lực để cố gắng chiếm một phần đất rộng ở phía đông. Và các chuyến đi đó cũng là một nhắc nhở đối với nhà lãnh đạo Nga và thế giới rằng mục tiêu chính mà ông đặt ra khi bắt đầu cuộc chiến đã thất bại. Theo quan điểm của Ukraine, các chuyến đi này làm cho hoàn cảnh khốn khổ của nước này không bị lu mờ và đưa người thăm viếng trở về nhà với nỗi kinh hoàng còn mới mẻ về một cuộc chiến ác độc khi họ bàn thảo việc viện trợ của phương Tây. Pelosi, người đứng thứ hai kế nhiệm Tổng thống Joe Biden sau Phó Tổng thống Kamala Harris, là viên chức cao cấp nhất của Hoa Kỳ đến thăm Kiev kể từ khi bắt đầu chiến tranh. Chuyến đi bất ngờ của bà diễn ra một tuần sau khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin có mặt ở thủ đô Ukraine. Chuyến viếng thăm này không phải chỉ báo trước một mục tiêu chiến tranh rõ ràng và mạnh bạo hơn của Mỹ ở Ukraine, như là làm suy yếu sức mạnh quân sự Nga, khiến cho Putin thiếu khả năng đe dọa các đồng minh của Mỹ ở châu Âu trong tương lai. Pelosi sẽ là nhân vật chủ chốt trong việc thông qua một yêu cầu lớn đáng kinh ngạc của Biden về việc yêu cầu Quốc hội chi 33 tỷ đô la trang bị vũ khí và hỗ trợ Ukraine. Một mức giá sẽ giúp định nghĩa chủ trương của Biden trong chức vụ Tổng thống. Zelensky đã nhiều lần chứng minh sự tinh tế của mình đối với các mối quan hệ công chúng. Ông đã phát hành một đoạn clip ghi lại những bình luận của bà Pelosi trong 3 giờ ở Kiev, phản ánh gần như chính xác những gì các quan chức Ukraine nói với phương Tây về cuộc chiến. Chúng tôi đến thăm các bạn để nói lời cảm ơn vì bạn đã chiến đấu cho tự do. Cuộc chiến của bạn là cuộc chiến cho tất cả mọi người, Pelosi nói, và vì vậy, cam kết của chúng tôi là ở đó cùng bạn cho đến khi cuộc chiến kết thúc. Pelosi không phải là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến thăm Ukraine trong những tuần gần đây. Một số người lãnh đạo chính phủ châu Âu đã thực hiện các chuyến đi đầu tiên. Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng đã ghé thăm bất ngờ cũng như các nhà lãnh đạo hàng đầu của Âu Châu. Đệ nhất phu nhân Jill Biden sẽ thực hiện chuyến đi của riêng mình trong tuần này, không phải đến Ukraine mà đến Romania và Slovakia để thể hiện sự ủng hộ đối với các gia đình Ukraine phải rời nơi sinh sống của họ. Nhưng khía cạnh hấp dẫn nhất trong chuyến thăm của Pelosi là những gì chúng ta không biết. Ví dụ, làm cách nào mà bà ấy và phái đoàn của các thành viên Đảng Dân Chủ của Quốc hội đến đó? Blinken được chụp hình trên một chuyến xe lửa trong chuyến đi của ông. Sau đó, các cuộc tấn công của Nga vào các trạm xe lửa Ukraine dường như không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Trong khi đó, hỏa tiễn của Nga đã lao vào các mục tiêu ở Kiev vào tuần trước, khi mà Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc
Antonio Guterres vẫn đang ở trong thành phố, và ngay cả khi ông đến thăm Putin ở Moscow. Một lần nữa, thật khó để không đọc tín hiệu từ Kremlin. Thông thường, khi một thành viên cao cấp của chính phủ Hoa Kỳ bí mật đi đến một điểm của nước thù địch, các chuyến thăm của họ được theo sau bởi những tiết lộ sau hậu trường và những tin tức về cuộc hành trình của họ. Hầu hết là sự im lặng sau các chuyến đi tới Kiev, bằng chứng về mức độ an ninh tối đa cần thiết để đưa các nhân vật quan trọng đến một quốc gia đang bị Nga tấn công, và rõ ràng mong muốn giữ bí mật các chi tiết để những chuyến thăm như vậy có thể tiếp tục. Chuyến đi của Pelosi sẽ chỉ tạo ra nhiều suy đoán về việc liệu Biden cuối cùng có thực hiện việc bí mật bất ngờ xuất hiện ở Kiev của chính mình hay không. Một viễn cảnh có khả năng làm phiền các nhà lập kế hoạch của Sở Mật vụ, bởi vì khi mà Tổng thống Mỹ di chuyển để lộ dấu vết an ninh rõ ràng hơn Chủ tịch Quốc hội. Tòa Bạch Ốc hôm thứ Hai lập luận rằng không có viếng thăm nào như vậy được thực hiện đối với ông Biden. Ngay cả khi có, thế giới sẽ không biết gì hết cho đến khi nó xảy ra vì những lý do rõ ràng. Có vẻ như các lực lượng của Nga sẽ không cố tình nhắm mục tiêu vào một viên chức cao cấp đang viếng thăm Hoa Kỳ. Nhưng cỗ máy chiến tranh của Moscow đã hoạt động hỗn loạn trong phần lớn thời gian của cuộc chiến, và khả năng một hỏa tiễn lạc đạn hoặc một cuộc tấn công tình cờ vào một khách viếng thăm người Hoa Kỳ làm người ta nghĩ đến khả năng leo thang cuộc khủng hoảng. Như chúng tôi vạch ra, có một yếu tố của sân khấu chính trị tự phục vụ cho các nhà lãnh đạo thực hiện những chuyến đi này. Có chính trị gia nổi tiếng nào có thể chống lại những tin tức quan trọng về một chuyến đi táo bạo đến một vùng chiến sự và cơ hội được đắm mình trong ánh đèn sân khấu được phản chiếu của Zelensky, một trong những nhà lãnh đạo được ngưỡng mộ nhất thế giới? Nhưng ngay cả những người hay hoài nghi, họ cũng phải thừa nhận rằng những chuyến thăm như vậy là một cứu cánh cho Ukraine và là một cú chọc ngoáy vào mắt một nhà lãnh đạo Nga muốn phá nát chủ quyền của nước này. Thưa quý vị, đó là bài phân tích hôm nay chúng tôi đã gửi đến với quý vị. Cảm ơn sự chú ý theo dõi và trân trọng kính chào.